Em thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng khi lựa chọn Văn Lang là nơi mà em trải qua 4 năm rất là tươi đẹp. Đặc biệt là khoa mình á, là các bạn giống như là dịu tính lại, thể hiện cái sự yếu đuối của mình ra để các bạn nam có thể là che chở hoặc là bảo vệ hơn, chứ đừng có mạnh mẽ quá. Nhìn giống như tụi em ngày càng yếu đuối dần trước các bạn nhé. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi, để tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Khóa 22 này đúng là một trong những cái khóa mà gây nhiều cái ấn tượng nhất đối với cô. Bởi vì khi các em làm khóa luận tốt nghiệp thì đúng vào cái dịp mà dịch Covid-19 xảy ra. Toàn bộ những cái đề tài nghiên cứu của các em phải thực hiện ở trong các phòng lab, rồi ở trong các cơ sở sản xuất, ở các farm là phải bị ngừng trệ, khiến cho cô rất là lo lắng. Lúc đó là phải vừa động viên các em, vừa phải tích cực tìm kiếm những cái lý do để các đơn vị và các phòng lab họ hỗ trợ cho mình. Cái kết quả lần này được cô cũng như hội đồng và các thầy cô trong bộ môn đánh giá rất là cao. Đánh giá cao ở cái tính ứng dụng và ở cái sự sáng tạo của các em. Khi vẽ rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi, mỗi người, mỗi phương trời. Mình sẽ luôn nhớ đến những kỷ niệm ở nơi đây. Mình sẽ luôn nhớ tới các thầy cô, những người đã luôn giúp đỡ tụi mình trong từng môn học nè. Nhớ tới các anh em, những người đã luôn giúp đỡ tụi mình trong từng đồ án. Và vẫn luôn nhớ tới các cách mọi người xem nhau như là một gia đình. Mình yêu ngôi nhà môi trường của mình. Năm nay của khoa công nghệ thì nó có một cái đặc điểm riêng. Đó là các cái dự án quốc tế và các cái dự án nghiên cứu trong nước rất là nhiều. Do vậy các em đã có cái cơ hội để tham gia cùng với các thầy cô và các cái chuyên gia các nước để thực hiện các cái hoạt động nghiên cứu khoa học. Và đây cũng là cái năm mà tỷ lệ sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học rất là nhiều. Tôi tin tưởng rằng với cái nghị lực của mình để có thể vượt qua cái giai đoạn vừa qua thì các em cũng có thể vượt qua được các cái giai đoạn tiếp tới ở những cái nấc thang cao hơn và sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp cũng như là hạnh phúc trong cuộc sống. Trong 4 năm qua thì em ít khi nào nghĩ tới ngày mình tốt nghiệp cũng như là có cơ hội được là một thủ khoa của một ngành. Cái dịp này em cũng rất cảm ơn trường đã tạo nên một cái lễ tốt nghiệp này để chúng em có cơ hội bày tỏ những điều chúng em muốn nói. Có một cô em rất là yêu mến và cũng là người đã hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, đó chính là cô hiệu trưởng phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu. Thì có một lần trong môn học của cô thì em và các bạn đã đi trễ bởi vì phô bài báo cáo cho môn học khác. Cô không có trách tụi em nhưng mà em cảm nhận được là cô rất là buồn bởi vì cô đã đến lớp rất là sớm. Đó là một kỷ niệm mà em cảm thấy rất là có lỗi đối với cô. Thì em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô phụ trách giảng dạy trong ngành công nghệ sinh học của khoa công nghệ. Các thầy cô đã hết sức đỡ em trong 4 năm qua, truyền đạt những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm để sau này em có thể bước ra cuộc sống ở bên ngoài để làm việc. Lễ tốt nghiệp thì là ngày lễ cuối cùng và nó sẽ khép lại cái hành trình 4 năm và nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cũng như là thách thức. Thì em hy vọng là tất cả mọi người sẽ chuẩn bị đủ hành trang, có những cái trải nghiệm sau 4 năm đại học thì điều đó sẽ giúp cho mọi người có thể thành công được trên con đường mà mọi người đã chọn.
Cô nghĩ dù cho sau này các bạn gặp thuận lợi hoặc khó khăn gì thì các bạn luôn luôn tự tin, ngẩng cao đầu và có quyết tâm, trách nhiệm giữ vững cái thương hiệu khoa quản trị kinh doanh Đại học Văn Lang. Cô chúc các bạn tân khoa ngành quản trị kinh doanh nhiều sức khỏe, luôn tự tin và thành công trên con đường sự nghiệp sau này. Chúng ta là một nhà các bạn đã có 4 năm với mấy trường Văn Lang đại diện cho khoa công nghệ, luôn chào đón các em và rất mong muốn được có cái sự hợp tác và cũng như là chờ mong các em quay trở về khoa. Bạn thân nhé, tạm biệt xa rồi, bạn đừng quên xin tôi. Cho tạm biệt.